Quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com gạch chéo Đồ Gỗ Đức Hiền. Và ngày hôm nay là 30 tháng 6 năm 2016, và clip này chúng tôi được quay theo yêu cầu một khách hàng tại công ty ABC ở Chí Linh, Hải Dương. Và anh vốn là một khách quen từ trước, và anh hôm trước đã đến trực tiếp cửa hàng rồi, và anh ngắm thấy có cái sập gỗ cẩm lai một lá, nhưng mà hôm đó là tôi đã bán cho khách, đang có khách ký rồi, và hôm nay tôi mới dựng được hai chiếc nữa lên. Thực ra cái này đã xong mộc từ lâu, nhưng bây giờ mới hoàn thiện xong hai cái bộ quay này và quay lên để giới thiệu cho anh luôn. Thì như vậy là đây là bộ quay của chiếc sập cẩm lai 1m8 nhân 2m2 và tứ diện. Đây quý vị nhìn đây, đây là dạ tiền, bên kia là dạ hậu, bên kia là hai cái là hai hồi. Bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu từ dạ tiền. Quý vị nhìn thấy cái vân của dạ tiền nó như thế nào ạ? Phải nói là rất là ghê gớm. Bởi vì là khi nhìn thấy cái vân của dạ tiền như thế này ấy, thì tôi lại chợt nhớ về một cái kỷ niệm khi chúng tôi du lịch vào trong Đà Nẵng, đến làng nghề làm đá Non Nước, thì có những cái lọ, những cái bình loại rất là đắt tiền, lên đến hàng trăm triệu, đạt được cái độ vân như thế này. Có nghĩa là cái vân đây, như quý vị nhìn thấy đây, người ta sẽ không nghĩ là vân gỗ, và người ta nghĩ rằng ở một cái dạng đá gì đấy không biết tên, nhưng là một cái loại vân hết sức đặc biệt. Bởi vì đây là gỗ cẩm lai, nhưng mà không mấy khi có một cái loại vân hiếm như thế này. Hôm trước tôi nhớ là đã chuyển một chiếc sập cẩm lai vào cho một khách là anh Võ Tòng ở quận 8, Hồ Chí Minh, phường 7, quận 8. Thì là cái đó là vân theo cái hình con trăng, cũng rất là đẹp. Nhưng mà cái vân này thì lại mang cái hình vân đá, cho nên quý vị tạm gọi là chiếc, sau này cứ nhắc đến là chiếc sập cẩm lai tứ diện vân đá ngày 30 tháng 6 năm 2016, và tôi sẽ nhớ ra chiếc này. Bởi đây là chiếc có cái phần vân gỗ hết sức đặc biệt. Vân gỗ mà lại trông như đá luôn. Tôi nhớ là một vài đơn vị mà họ kiếm được những viên đá đẹp như này để làm mặt bàn hay là làm cái mặt gì đấy, thì cái miếng đá đấy đắt vô cùng luôn. Trong khi trước chúng tôi mới xẻ ra được cái cây gỗ này thì tất cả nó ồ lên. Chứ còn vân gỗ thông thường thì thường nó như ở cái dạ hậu kia, quý vị nhìn thấy nó đều đều đấy. Nhưng mà cái vân đá như này có những cái khoang tím tía và cái vân rất là đặc biệt, như là một bức tranh như này thì quả là hiếm. Nếu chúng tôi mà làm những bộ trúc nam hoặc là vượt nho mà đi mua đá mà vớ được những cái miếng đá như thế này thì rất quý, và nhất định là bộ ghế đó sẽ nhanh chóng lên đường vì đạt được cái bộ, được cái vân như ý. Như vậy là tôi vừa giới thiệu chiếc dạ tiền, bây giờ chuyển sang hai dạ hồi. Dạ tiền thì rõ ràng là đẹp hơn rồi, nhưng dạ hồi cũng không kém phần long trọng. Đây cũng là phần vân đá, nhưng mà có chăng là cái phần gần đèn là nó ít hơn. Và bây giờ sang dạ hồi bên kia. Hai chiếc dạ hồi này là cùng làm từ một hộp. Cho nên là vân rất giống nhau. Còn bên này là chiếc dạ hậu. Chiếc dạ hậu thì vân cũng tương đối, nhưng mà không đeo bằng dạ tiền. Bởi vì cái dạ tiền thì quý vị nhìn thấy đây, mặt trái của nó vân còn đẹp như thế này. Và những cái sập này ấy thì là cũng đang đều, và những cái này là chân. Cái sập này là chân 24, và tôi có vẻ, tôi thấy có vẻ như là còn to hơn 24.
Tôi nhìn cái này có vẻ là chân 25. Vẫn là, xin lỗi là không mang thước ở đây, nhưng mà mắt tôi nhìn thấy nó to ghê lắm. Bởi vì cái chiếc bên cạnh này đang là 24 đây. Để cạnh nhau thì tôi thấy nó to hơn hẳn luôn. Như vậy tôi vừa quay xong bộ dạ tứ diện gỗ cẩm lai, sập cẩm lai và mặt là một lá, nhưng mà cái mặt là vẫn đang chưa đặt lên đây, nhưng khách hàng dục quá tôi quay tạm, khi nào xong mặt tôi lại quay lại. Và bây giờ là tiếp theo là cũng là chiếc sập gụ cẩm lai, mặt 1m8 nhân với 2m2 và mặt một lá, nhưng mà chiếc này khác chiếc kia ở chỗ là cái này là tam diện. Tam diện tức là cái dạ hậu nó nhỏ ở đằng sau, cái thanh nhỏ kia. Còn đây cái dạ tiền thì cũng cái phần vân nó cũng vẫn cùng với cái cây lúc nãy. Cho nên là vân cũng rất là ấn tượng, khoang tương phản đen trắng rất mạnh mẽ. Cho nên quý vị cứ nhắc là cái clip quay hai chiếc sập cẩm lai ngày 30 tháng 6. Nhưng chiếc này là chiếc tam diện, còn chiếc lúc nãy gọi là chiếc tứ diện. Và chiếc nếu như bên kia thì chúng tôi ấn tượng như vân đá, thì chiếc dạ sập bên này rất khó tả bằng lời, không biết gọi là gì. Tôi nghĩ từ nãy đến giờ không biết tên nó là gì, chỉ biết rằng là cái phần vân nó tạo cho ta một có cảm giác rất phóng khoáng, và như là cảnh mây trời bảng lảng hay là sông biển xa xăm. Nhiều khi không biết gọi bằng lời, chỉ bằng cảm giác được. Nếu như khi quý vị ngồi bộ salon và ngắm chiếc dạ sập này, nhấm nháp một ly cà phê sáng hoặc là một tách trà nóng mà thấy rằng cảm thấy tâm hồn mình thật là thư thái và như là mơ màng nghĩ về một nơi rất là xa xăm, thì đấy chính là cái ý nghĩa của chiếc dạ sập này. Còn bây giờ sang hai cái dạ hồi. Hai chiếc dạ hồi này vân cũng rất đẹp. Đây là chiếc dạ thứ nhất. Và bên này là chiếc dạ thứ hai. Và các cái dạ này của chúng tôi đều dày gần 10 phân và chân là 24. Và mặt là liền một lá, liền một tấm. Thì từ chuyên môn gọi là một lá. Đây bây giờ quý vị nhìn bên trong. Thực ra là khi không có cái mặt ấy, thì quay nó chưa được đầy đủ, nhưng mà bù lại quay ở bên trong rất là rõ ràng cho quý khách xem. Vừa rồi tôi vừa quay chiếc sập 1m8 x 2m2 bằng gỗ cẩm lai chọn vân, và bên kia là chiếc tứ diện, bên này tôi vừa quay chiếc tam diện. Bên cạnh đây là những cái chiếc sập gụ chọn vân. Và có lẽ clip này tôi xin tôi định dừng, nhưng mà không, tôi sẽ đi ra để quý vị nhìn thấy cái chồng mặt. Cái chồng mặt này đang là gỗ gụ, còn chồng mặt cẩm lai chúng tôi đang xếp 4 chiếc chồng lên nhau kìa. Ở dưới này là hai chiếc 1m8 x 2m2 đang xếp chồng lên nhau đây, và cái khuôn tranh dày cũng suýt soát 10 phân, ván mặt là xẻ từ 2 phân rưỡi ra. Và bên trên này là chiếc sập rộng 1m95. Hiện nay trong cửa hàng tôi là đang có 3 chiếc mặt rộng 1m95, kia là một chiếc này chiếc thứ hai, và chiếc đang dựng ở trên tường là chiếc thứ ba. Và còn sập cẩm lai, sập cẩm lai 1m8 thì cũng đang có 3 chiếc, nhưng một chiếc đã có khách đăng ký rồi. Cái chiếc 1m95 cũng một chiếc đã có khách đăng ký rồi.
Cho nên quý vị thấy là với những hàng chọn vân, nhưng mà Đức Hiền với cái năng lực sản xuất và kho tàng rất lớn, cho nên chúng tôi có cái phần tích trữ hàng rất nhiều. Cho nên quý vị thật là yên tâm, cứ khi nào rảnh rỗi đến đồ gỗ Đức Hiền nhất định là có hàng xem được. Bởi vì có nhiều cửa hàng nhỏ khi khách đến cho xem ảnh, nếu thực ra nếu mà xem ảnh thì quý vị xem các cái phần hình ảnh và clip ở trên trang youtube.com/ đồ gỗ Đức Hiền là đã có đến cả hàng nghìn cái clip rồi, quý vị xem có thể đến một tháng liên tục không hết được. Đức Hiền xin tạm dừng cái clip tại đây và xin nhắc lại là hôm nay là ngày 30/6/2016 và chúng tôi đang quay theo yêu cầu của một khách hàng ở ABC Sao Đỏ.